cứu lên mẹ. Ủa kìa mẹ tuyệt vời, quá dễ thương kìa. Wow, cô và mẹ nè, dắt xuống buồn 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 tiếp tục. Cái gì tự té như vậy cô? Trường của mình chơi vui quá he. Cô đứng xong cô đợi tới rồi cô dắt xuống một cái đồn. Tiếp tục. Cố lên nè, bầu điểm cho giỏi vượt còn. Các bà mẹ không biết lầu chơi chấn động ngày hôm nay. Rồi tiếp tục. Rồi đúng vậy cô. Trường mầm non ơi, các cô ra lại đi cô nào. Còn xuất cô ra lại cô chơi được 4 ngày nghe. Mình té rồi mình lội vô bầu mình ra nữa, mình chơi nữa. Cô đứng dậy cho cô giữa trường tỏng. Xuống nhà, còn trời ba cung. Và bắt đầu lên nhạc nào. Cô đứng dậy đi cô. Trời cô em ngồi xuống rồi. Cô đứng dậy chơi mới được. Ba mẹ đứng dậy. Phía sau đứng dậy luôn mọi người. Trường mầm non ơi, các con ơi đứng dậy chơi. Đứng dậy. Không ngại ngần. Ôi mẹ mắt thằng ba mẹ ngồi xuống luôn kìa. Cố lên mẹ. Rồi anh trai cố lên anh trai. Mẹ được dùng tay với anh trai. Mẹ biết sao buông quần bạn ra đi mẹ. Ôi kệ tôi quần bạn. Rồi tiếp tục đứng dậy. Ôi mẹ giết giò nữa kìa. Mẹ chơi chiêu nữa. Ôi mẹ téo như một vị thằng vậy nè. Tiếp tục. Và xuống này mẹ cũng giỏi trường toàn bước ra đấu. Mẹ như một võ sĩ thục thụ vậy nè cha. Mẹ cuối cùng, cố lên mẹ. Rồi cố lên. Các con võ chân tỏ ơi, bơi về sân khấu trên này tập trung lên bờ. Chúng con phát triển được qua hồ bơi, tập trung lên dịp bờ, chúng con phát đi các con. Võ chân tỏ chiến chuyển lên chỗ cô Phụng đang đứng nè, chuẩn bị qua hồ bơi. Tiểu học cái ba tập trung vào phía trước giùm em đi ạ. Mẹ ơi cố lên đi mẹ, còn ở bên mẹ nè. Wow.